Chào tất cả các bạn ha. Mình đang đứng tại khu công nghiệp 3 tháng 2 An Tây, Bến Cát, Bình Dương. Hiện tại mình đang đứng tại đây là công ty này á, là sản xuất hạt điều. Cần số lượng là khoảng 50 bạn, trong đó là độ tuổi là từ 18 tới 55 tuổi. Công việc chính của mình á, là bóc tách cái vỏ lụa hạt điều thôi. Thành ra là công việc nó cũng đơn giản. Làm việc là phòng máy lạnh, nó sạch sẽ, ăn uống thì rất là tuyệt vời. Khi làm việc bà con nhớ là không xương móng tay giùm em nha. Tại vì mình làm việc phòng máy lạnh mà, sạch sẽ là thực phẩm. Rồi điều kiện đó là khi mà con nhận việc cần một chứng minh nhân dân hoặc là sổ khẩu ô tô. Nhưng mà chứng minh nhân dân là bà con phải có cái mã định danh. Còn nếu bà con xài căn cước thì khỏi cần. Vậy thì khi mà con làm việc ở đây á, là phòng trọ là mình có thể đang đi bộ được, nhưng mà nó hơi cực nha. Tại vì 2 cây số có phòng trọ. Thành ra là điều kiện bà con cố gắng trang bị cho mình xe máy hoặc là xe đạp. Vì làm ở đây mình sẽ ăn theo sản lượng nha. Đối với một bạn mới làm 8 tiếng phải được 200 ngàn trên một ngày. Còn đối với các bạn làm lâu á là khoảng là 300, hơn 300 một ngày. Vì thời gian làm việc rất là thoải mái, thời gian vệ sinh đi lại là thoải mái cho mình. Đối với các bà con nào mà chưa có việc làm thì liên hệ qua mình qua số điện thoại mình đã có để trên kênh. Mình là Hiếu, vì làm Bình Dương. Chào bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe.